Xin kính chào tất cả quý khách hàng. Thì hiện nay thì chúng ta cũng đang bước vào mùa hè rồi nên là cái thời tiết cũng khá là oi nóng. Tuy nhiên là ở những cái khu vực có điện lưới thì không sao. Còn với những cái khu vực không có điện lưới như là khi mà quý khách đi nương, đi rẫy, đi ghe tàu vài ngày thì đây hẳn là một vấn đề rất là lớn. Và khi mà cúp điện hoặc là ở những nơi không có điện lưới thì chắc chắn là nó sẽ thiếu một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Đó chính là không để sạc điện thoại là đầu tiên nè. Thứ hai là sạc quạt, sạc đèn vân vân. Thì hiện nay thì công ty Xenon Solar cũng đã cho ra mắt những cái mẫu quạt năng lượng mặt trời tích hợp 3 tính năng trong một, vừa sạc được quạt, vừa sạc được đèn và đặc biệt là có thể sạc được điện thoại trực tiếp ở trên đó nữa. Thì trước đây thì những cái mẫu quạt năng lượng mặt trời mới đã từng giới thiệu thì nó chỉ có thiết kế như thế này. Nhưng mà ngày hôm nay thì chiếc quạt năng lượng này nó sẽ có thiết kế nhỏ gọn hơn, đẹp mắt hơn và với cái mức giá thì nó sẽ ưu đãi hơn để phục vụ cho 50 vị khách hàng đầu tiên. Thì nếu quý khách hàng nào có quan tâm thì đừng bỏ lỡ video này nha. Và bây giờ thì mới sẽ lấy từng chi tiết của bộ sản phẩm này ra để giới thiệu đến quý khách. Và trước tiên đó chính là cái phần thân quạt này. Thì cái phần thân quạt này do My đã lắp trước rồi nên là hiện tại thì nó đang cố định rất là chắc chắn. Còn khi mà quý khách mua về thì cái bộ phận này nó sẽ riêng và cái thân quạt nó sẽ riêng nha. Bây giờ My gắn vô, My gỡ ra luôn đó mọi người. Và tiếp theo thì My sẽ lấy những cái chi tiết bên trong thùng này ra. Và khoan nha, khi mà quý khách mua cái bộ quạt năng lượng mặt trời này thì điều đặc biệt đó chính là quý khách sẽ được tặng kèm thêm một cái đèn như thế này nữa nè. Thì cái chiếc đèn này thì nó sẽ chiếu sáng được trong cái diện tích không quá rộng như là quý khách đi chòi ở trên nương á thì nó sẽ rất là phù hợp luôn. Và đây cũng chính là những cái linh kiện mà My mới vừa khui từ trong thùng ra. Thì với những cái linh kiện như thế này thì quý khách chỉ cần lắp ráp lên thôi mà không phải mua thêm bất cứ chi tiết nào khác. Và bên cạnh đó thì với một cái sản phẩm nhỏ gọn như thế này thì việc lắp ráp cũng vô cùng đơn giản. Chưa đến 5 phút là quý khách đã lắp ráp xong cái quạt rồi nha. Và bây giờ thì My sẽ lắp đặt cũng như là hướng dẫn cho quý khách cách sử dụng chiếc quạt này. Bây giờ My sẽ lắp đây. Và My cũng mới vừa lắp ráp xong rồi nè quý khách ơi. Thì với một cái chiếc quạt năng lượng được thiết kế nhỏ gọn như thế này thì quý khách có thể dùng để xách đi lưu động ở bất kỳ nơi nào, như là có thể dùng để đi nương, đi rẫy hoặc là đi ghe tàu vài ngày thì đây là một cái giải pháp vô cùng hiệu quả cũng như là nó rất là tiết kiệm cho quý khách luôn. Thì bây giờ thì My cũng sẽ hướng dẫn cho quý khách cái từng cái chế độ hoạt động của chiếc quạt năng lượng này nha. Thì với chiếc quạt năng lượng này thì nó được sử dụng rất là dễ dàng. Thì ở trên đây nó sẽ có hai chế độ quạt. Đó chính là khi mà quý khách ấn vào cái nút bật tắt ở đây, đây là cái chế độ quạt nhỏ nhất, và bấm thêm một lần nữa thì nó sẽ mạnh hơn. Tiếp theo nữa đó chính là cái chế độ đảo chiều của quạt. Khi mà quý khách ấn vào chế độ đảo chiều thì cái quạt nó sẽ xoay qua xoay lại nha, à như thế này. Khi mà quý khách ấn lại một lần nữa thì cái quạt nó sẽ đứng lại nha. Và bên cạnh đó thì cái chiếc quạt này nó cũng sẽ có một cái chiếc đèn ngủ đi kèm ở đây nữa. Khi mà quý khách ấn vào cái chữ đèn này, thì cái đèn ngủ nó sẽ bật lên như thế này. Và với một chiếc đèn nó có độ sáng như thế này thì chỉ thích hợp dùng làm đèn ngủ thôi, chứ nó cũng không có tính năng chiếu sáng gì nhiều. Thì nó là nhà sản xuất cũng sẽ tặng kèm cho quý khách một cái bóng đèn nhỏ như thế này để có thể tăng cái độ sáng lên hơn một chút, để cho quý khách hàng có thể dễ dàng thấy lối đi thôi. Và bây giờ thì My sẽ ghim cái đèn này vô cho quý khách xem luôn nha. Do là vào ban ngày quý khách sẽ không thấy rõ độ sáng của đèn nên là ở cuối video My cũng sẽ cho quý khách xem được cái độ sáng. Thì cái chiếc đèn này thì nó cũng không có quá sáng đâu, nó chỉ dùng để soi những cái diện tích nhỏ thôi đó tất cả quý khách ơi. Cho quý khách cách để sạc pin cho cái chiếc quạt năng lượng mặt trời này nha. Thì với cái chiếc quạt năng lượng mặt trời thì nó sẽ có hai cách sạc pin, đó chính là quý khách có thể sạc bằng tấm pin năng lượng mặt trời, hoặc là những ngày trời âm u thì quý khách cũng có thể lựa chọn cái hình thức sạc bằng điện lưới để cho chiếc quạt có thể có đầy đủ năng lượng để sử dụng vào ban đêm. Và bây giờ thì My sẽ hướng dẫn cho quý khách hai cách sạc pin nha. Thì để sạc bằng tấm pin năng lượng thì quý khách sẽ ghim vào cái đầu vào 9V ở đây.
Thì khi mà ghim xong thì ở trên quạt nó sẽ xuất hiện một cái chip LED màu đỏ ngay cái chỗ sạc ở đây, thì chứng tỏ là quý khách đã kích hoạt thành công, cũng như là cái chiếc quạt đó đã nạp được năng lượng rồi đó. Thì vào những ngày trời ít nắng nhiều mây, quý khách không thể sạc bằng tấm pin năng lượng mặt trời được á, thì quý khách có thể sạc trực tiếp bằng cái dây sạc này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho quý khách cách để sạc bằng điện lưới nha. Ta-da! Và sau khi mà quý khách xem hết cái video này, quý khách có thấy chiếc quạt này vô cùng tiện lợi không ạ? Thì cái chiếc quạt này quý khách có thể dùng để bàn nè, hoặc là ghim đi ở bất kỳ nơi nào quý khách muốn một cách rất là nhỏ gọn và tiện lợi như thế này. Thì với một chiếc quạt năng lượng này thì hiện tại công ty Xenon Solar đang bán với một cái mức giá cực kỳ ưu đãi, ưu tiên cho 50 vị khách hàng đầu tiên nhanh tay liên hệ chốt đơn thì sẽ được với mức giá là 950.000. Thì đây cũng chính là một cái cơ hội vàng, cũng như là số lượng rất là có hạn, chỉ có 50 bộ thôi, nên là nếu quý khách hàng nào quan tâm thì đừng bỏ lỡ video này nha. Và trong cái video ngày hôm nay thì My chỉ với mục đích là giới thiệu đến quý khách về một mẫu quạt năng lượng mặt trời thế hệ mới mà công ty Xenon Solar mới vừa cho ra mắt ở trên thị trường. Thì nếu quý khách hàng nào thấy video này hay thì có thể để lại cho My một like và chia sẻ cho mọi người để có thể biết đến nhiều hơn về cái sản phẩm quạt năng lượng mặt trời 3-in-1 này nha. Thì trong thời gian tới đây thì công ty Xenon Solar sẽ cho ra mắt rất là nhiều mẫu quạt năng lượng thế hệ mới, cũng như là sẽ giới thiệu đến quý khách rất là nhiều cái mẫu đèn, nên là nếu khách hàng nào quan tâm thì có thể ấn vào nút đăng ký kênh, bật vào chuông thông báo kế bên để có thể đón theo dõi những video kế tiếp. Xin cảm ơn quý khách đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video sau.